tình yêu của anh mở cửa anh em ạ. Xin lỗi cái gì? Hôm nay là bạn anh không mời anh đi. Thế là bọn anh đi uống với nhau hơi nhiều. Em ơi đỡ anh. Tôi anh ơi. Đỡ anh. Mệt quá. Ôi trời ơi. Sốt này say. Nóng quá. Này anh lau đi. Không cần phải lau. Không phải lau đâu. Thôi anh nói thật với em này. Đi uống rượu xong là anh vào quán karaoke. Anh vui vẻ về mấy cô em ở quán karaoke. Vâng. Đàn ông các anh, đi uống bia xong thì tăng 2 tăng 3 là chuyện bình thường ý mà. Em đúng là vợ của anh. Em thật là một người hiểu chuyện. Nhưng mà có vấn đề này là uống bia xong ở quán karaoke vui vẻ xong chúng nó rủ anh về đánh bài. Anh đánh bài thua hết tiền rồi. Chúng nó lấy hết tiền lương của anh tháng này rồi. Không sao. Tiền bạc là vật ngoài thân. Mai đi làm kiếm lại là được. Em ấy, em đúng là số 1. Nhưng mà chính vì không có một đồng nào ấy, nên là đi về anh vượt đèn đỏ. Vượt đèn đỏ xong anh bị công an bắt được. Nên là anh bị công an họ thu xe mất rồi. Thu xe rồi thì mai ấy, anh lên công an chuộc lại là xong. Em quả là một người vợ tuyệt vời. Xin cốc nước à? Nước à? Đây, nước của anh đây. Ôi, anh ngạt thở. Ôi sao mệt quá. Alo ạ. Chị ơi, anh ấy lại say rồi chị ạ. Trời ơi. Trời ơi. Ôi Thánh La La ơi. Ôi Phật bảo Quan Âm ơi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã gửi cho con một thiên thần, đó là vợ con. Con thật hạnh phúc bởi vì có người đã biết chia sẻ, có người đã biết cảm thông với con. Trời ạ. Với những gì mà anh đang làm, anh lại còn mong muốn được tha thứ, chia sẻ và thông cảm nữa. Hiếp ơi. Mỗi ngày anh nhầm một nhà, anh có biết là tôi muối mặt xấu hổ với chị em của cả cái khu trọ này không? Anh hứa em.